nổi sự bỡ ngỡ hồi hộp xen chút lo lắng, nhưng trên gương mặt các em hôm nay vẫn thật rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, niềm hân hoan được bước vào học tập tại ngôi trường này, trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Và sau đây cô mời tất cả các em học sinh khối 7, 8, 9 các em đứng dậy. Các em ổn định để chúng ta chuẩn bị đón chào các em học sinh lớp 6. Cô mời đội trống các em vào chỗ. Cô mời các em tiến vào thanh lễ. Đi vòng qua đây nè, này lên nè, vòng xuống đây nè, đi lên nè, đi vòng qua đây nè. Mời đội trống các em dẫn học sinh lớp 6 tiến vào thanh lễ. Các em trong đội nghi thức của trường, các em đang từng bước nhìn các đàn em nhỏ khối 6 bước vào trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Và đầu tiên đang tiến vào thanh lễ cùng với đội nghi thức của trường là 35 học sinh lớp 6A1. Đi sửa lớn trên tay trời. Đây là những đón Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lên cho quà các em cùng với ông Quỳnh Long Nguyên, trưởng công an thị trấn Ninh
vừa cùng giao quà cho các em ạ. Gửi tặng cho các em. Sau khi nhận quà xong, các em tập trung một chút nữa, khi mà kết thúc buổi lễ, các em tập trung lên văn phòng để các em có gì các em đổi đồ cho hộp với mình.